Xin chào tất cả mọi người. Cũng đã lâu tôi không có điều kiện để làm clip ở trên xe cho anh chị, đúng không ạ? Thế hôm nay thì cũng có một cái chủ đề nó cũng rất là đơn giản và rất là thú vị thôi. Thì hy vọng là cũng cần ngắn thời gian để chúng ta thể hiểu về cái chủ đề này. Đó là thời gian gần đây thì tôi rất hay được người ta mời đi giảng một cái chuyên đề, đó là tư duy phản biện, đúng không ạ? Thế thì tiếng Anh ấy như là critical thinking. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nói là tư duy phản biện ấy, thì có thể là làm cho một số anh em cảm thấy là nó khô khan, một cái gì đó như kiểu là chỉ trích rồi là cãi lộn vậy, cho nên không có quan tâm. Thì tôi dùng một cái từ nó đơn giản hơn, đó là liệu trong cái con người của chúng ta đây thì có bao nhiêu cách mà chúng ta suy nghĩ, qua bao nhiêu cách mà chúng ta tư duy, và làm thế nào để chúng ta tìm được ra cái câu trả lời đúng đắn cho các cái vấn đề. Thế thì tôi tạm chia con người chúng ta tùy cái nhận thức, tùy cái thời gian, tùy cái trải nghiệm thì chúng ta sẽ có đi qua được một số cái loại tư duy thế này. Cái tư duy đầu tiên có thể gọi là một cách nôm na, nó là tư duy đám đông, hay còn gọi là tư duy thụ động. Tức là tất cả những gì mình suy nghĩ chủ yếu là theo lối nghĩ của người khác, theo những gì mà mình nghe được, xong là mình thấy nó có vẻ hợp lý, thế là mình nghĩ giống như vậy, và có thể là mình làm theo những sự hướng dẫn và chỉ bảo của người ta. Ví dụ như là các con phải học thật giỏi để mai sau vào được một trường đại học, rồi là ra kiếm một công ăn việc làm ổn định. Theo mẹ đấy là tốt nhất con ạ, không có gì tốt bằng có công ăn việc làm ổn định chẳng hạn. Đấy là một loại, mình có nghĩ rằng là bản thân cá nhân mình thì đâu có nghĩ ngay từ ban đầu rằng là công ăn việc làm ổn định là tốt nhất đâu. Thế nhưng mà bởi vì mẹ nói thế, bố nói thế, hàng xóm nói thế, những người mình gặp trên TV người ta cũng nói thế. Và thế là dần dần mình cũng có một cái suy nghĩ giống như vậy, đó là không gì tốt bằng có công ăn việc làm ổn định. Rồi là trẻ con ấy là phải rèn làm sao để cho nó viết tay phải, viết bên tay trái thế này ấy là không học được đâu. Đến lớp bạn bè trêu chọc rồi là cô không đồng ý, không hài lòng. Thế là đầu tiên là mình viết tay trái chứ ạ. Thế nhưng mà dần dần là thấy mọi người nói thế, thế mình cũng nghĩ rằng là viết là phải viết tay phải. Thế cho nên dần dần là mặc dù rất là khó khăn nhưng mình cứ phải viết tay phải, lâu lâu miết thì nó cũng thành quen. Nhưng mà rõ ràng đấy là do chúng ta hành động và suy nghĩ là theo lời chỉ dẫn của người khác. Hay là con gái phải lấy chồng trước tuổi 30, quá tuổi 30 như vậy là ế chỏng trơ ra, không có tốt, không tốt cho nhiều việc, đúng không ạ? Rồi là tại sao tôi ăn ở thế nào mà có mỗi đứa con gái mà nó không lấy được chồng, phải chăng là tôi sống thất đức chăng? Kể cả những con người ta nói những câu rất nặng nề như vậy. Thế là cái cô gái đầu tiên cô cũng muốn bay nhảy, muốn chơi bời, muốn gọi như tự do. Thế nhưng mà bởi vì ba mẹ nói thế, đặc biệt ba lại còn nói rằng là tôi như này là bị trời hành hạ, là tôi không có phúc thì con gái tôi nó mới không lấy được chồng như vậy. Thế cho nên vì vậy là cô vội vàng, cô thu xếp lấy chồng, lấy một người chồng có thể cũng chẳng phải là người mình yêu, không phải là người mình thích. Nhưng mà thôi, cả xã hội ta như vậy thì mình cứ tư như vậy thôi. Cho nên cái tư duy này có thể gọi là gì ạ? Tư duy thụ động hay là tư duy theo đám đông. Thế đến một cái thời kỳ nào đó và đến một cái sự trải nghiệm nào đó thì anh chị mới thấy rằng là mình cứ làm hoài, làm miết như vậy rất là mệt mỏi và nó làm cho mình rất là khó chịu. Mặc dù là theo đám đông người ta đều làm như vậy đấy, nhưng có phải là mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, đều có một cái thực trạng riêng. Cho nên vì vậy tại sao người ta có thực tế khác mình, người ta làm thế, mình có thực tế khác đi, mình lại phải làm theo. Thế cho nên dần dần nó hình thành ra những câu hỏi trong đầu, có những cái sự suy nghĩ khác đi ở trong đầu, là liệu con gái bây giờ lấy chồng ở sau tuổi 30 có được không? Rồi là mình đi học mình cứ viết tay trái thì đã làm sao? Rồi là liệu cái việc mà đi làm công ăn lương ổn định thì nó rất tốt, nhưng liệu cách nào làm tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn mà mình mới cảm thấy thoải mái không? Và những câu hỏi như vậy liên tiếp đặt ra trong đầu của bạn, và bạn ấy tìm câu trả lời. Và đấy là cái cách mà chúng ta gọi là tư duy chủ động, hay còn gọi là tư duy phản biện. Phản biện ở đây tức là có hai cái. Một là bạn hỏi là liệu cái điều mà mình vẫn nghe mọi người nói, hay là cái điều mà mình trước đây vốn hay tin ấy, nó có thật sự là sự thật như vậy không? Và thứ hai nữa là liệu cứ cho rằng những cái điều người ta nói và những gì mình đang nghĩ nó là sự thật đi, thì có cách làm nào nó tốt hơn hay không, nó tối ưu hơn hay không? Cho nên là cứ cho rằng đi học viết tay phải là tốt đi. Thế nhưng mà liệu ngoài cái việc mà viết tay phải ra thì có cách nào nó tốt hơn, nó tối ưu hơn cho chính bản thân mình hay không?
Ừ thì cứ cho rằng là mọi người bảo là đi làm công ăn lương là tốt, bởi vì đi làm có tiền là tốt chứ. Thế nhưng mà liệu có cách nào còn tối ưu hơn, tốt hơn cả cái việc đi làm công ăn lương hay không? Làm vẫn thời gian như vậy nhưng mà kiếm được nhiều tiền hơn thì sao? Cũng đi làm như vậy nhưng mà lại không cảm thấy mệt mỏi, vẫn cảm thấy hạnh phúc thì sao? Thì không chỉ là áp dụng được cho mình mà còn có thể là truyền cảm hứng và áp dụng cho nhiều người khác nữa. Cho nên cái này nó gọi là tư duy phản biện và cái gọi là tư duy chủ động. Thế trong cái tư duy phản biện ấy thì nó có hai cái vấn đề. Một là bạn phải trả lời được rằng những gì mình nghe nói, những gì mà mình tin từ xưa nay có đúng là sự thật hay không. Đúng không ạ? Anh chị nên nhớ rằng là có một câu rất hay là gì ạ? Nếu gọi một người nào đó là một con bò thì gọi đến 99 lần người ta vẫn không nghĩ người ta là con bò, nhưng nếu gọi đến lần thứ 100 thì cái người đó không cẩn thận là lao ra vườn để ăn cỏ, tức là bắt đầu người ta tin người ta là con bò rồi đấy. Cái câu này nó một câu châm ngôn, đúng không ạ? Các bạn đừng nghĩ rằng là người ta ám chỉ mình là rốt như con bò, không phải thế đâu, không có khái niệm đấy. Mà ta muốn nói một cái câu châm ngôn là gì? Cái sự thật mà nói đi nói lại nhiều lần thì dù nó không phải là sự thật thì có khi người ta cũng tin nó là sự thật. Cho nên vì vậy là có những cái quan điểm, có những lối suy nghĩ, có những cách hành động nó đến từ thế kỷ 14, 15, thậm chí nó còn trước đó nữa. Hay là các cụ nhà mình ấy, rất hay nói con cháu thế này này: từ đời xa xưa ông bà mình đã vậy rồi, tụi bay thắc mắc làm cái chi, đúng không? Rồi là bao nhiêu đời nay người ta đúc kết được ra như thế, mày bây giờ lại cứ đòi làm ngược lại, mà đừng mất thời gian nữa cháu ạ. Thế cho nên vì vậy là chúng ta cứ nghĩ rằng đấy, bao nhiêu đời ta làm như vậy thì chắc là phải tối ưu rồi chứ, đúng không ạ? Nhưng đâu biết rằng là cái thời cụ mình nói ra ấy, lúc bây giờ chưa phải thời đại 4.0, chưa có được điều kiện như mình bây giờ, chưa có những công cụ phương tiện như bây giờ, và cái bối cảnh các cụ sống rất là khác. Thời các cụ sống còn chưa có điện, cho nên vì vậy các cụ làm sao mà lại biết tất cả mọi cái, mà nói đúng tất cả mọi cái được. Cho nên vậy mặc dù cái thời điểm các cụ nói là cái điều đó là chân lý, nó rất là chuẩn mực, thế nhưng mà đến đời của mình bây giờ đến nó không còn là chuẩn mực, nó không còn là chân lý nữa. Cho nên mình phải đặt một câu hỏi là liệu cái điều đó nó còn là chân lý, nó còn là đúng trong cái giai đoạn hiện nay hay không, đúng không ạ? Đúng với cả cái xã hội khác nhưng có đúng với xã hội này hay không, nó đúng với thời kỳ khác, nó đúng với thời kỳ này hay không, đúng không? Đúng với con người khác, có đúng với con người mình hay không. Và nếu như chẳng hạn như chúng ta đã xác định rằng nó vẫn đúng, nó đúng đi, thì chúng ta phải có một câu hỏi tiếp theo, đó là liệu có cách làm nào nó tối ưu hơn hay không. Chính vì cái câu hỏi đó liên tục xuất hiện thì con người ta mới có sáng tạo, con người ta mới có đổi mới. Thế còn tất nhiên là nó vẫn đúng, đúng không ạ? Nên nhưng mà chúng ta cứ gọi như là ỷ lại cái đúng đó, chúng ta cứ hưởng thụ cái đúng đó, chúng ta cứ gọi như là thỏa mãn cái đúng đó, thì chúng ta sẽ không có thêm phát minh nào cả, nó không có thêm sự cải tiến nào cả. Cái gì cũng có thể phát minh được anh chị em ạ, đúng không ạ? À, tôi nói thật là cái thời tôi đang đi qua Đức, thế thì tôi mới vào một cái tiệm, tôi hỏi một câu là ở đây có giấy A4 không thì bán cho tôi. Thế là cái người bán hàng hỏi tôi một câu là đấy, cậu cần giấy A4 để làm gì? Mình nghĩ trời ơi thằng cha sao lắm chuyện vậy, có tờ giấy A4 thôi mà có gì mà phải hỏi. Thế tôi nói là ôi giời ơi, để viết thư ấy chị, tóm lại là chị hỏi để làm cái gì? Họ bảo phải hỏi chứ anh, vì thế này này, A4 nếu anh dùng để in ấy thì tôi sẽ bán cho anh tờ giấy A4 bình thường. Thế nhưng nếu anh bảo là anh viết thư thì khi anh viết thư thì có phải là anh sẽ cần gặp và anh cho vào cái phong bì thư anh gửi đi không? Cho nên vì vậy là thứ nhất là tờ giấy A4 để viết thư ấy, chúng tôi sẽ có những cái gạch ngang chìm, đúng không? Không gạch ngang nổi đâu mà gạch chìm. Thì anh có thể là khi viết ấy, anh sẽ viết cho thẳng hàng, rất là đẹp, viết mà. Và đặc biệt đó là khi mà anh muốn gập ba lại để anh cho vào cái phong bì thư ấy, anh gập đôi cũng được, anh gập ba cũng được, thì anh nhìn ở bên cái cạnh của tờ giấy ấy, chúng tôi đã khía sẵn cho anh, đúng không ạ? Các cái khoảng đoạn, cái khía rất nhỏ như cái đầu kim này thôi. Như anh gập đúng theo đầu kim đấy, anh sẽ gập đôi được tờ giấy lại. Hoặc nếu anh có thể muốn gập ba, anh gập theo những đầu kim đó, anh gập được lại thành ba, anh nhét vào cái phong bì, tuyệt vời, chuẩn chỉ. Hơn nữa là cái chỗ mà chúng tôi gập cái đầu kim đó thì chúng tôi sẽ không bao giờ là in những dòng kẻ qua đó, để anh không bị viết chữ nó bị gọi như là cắt ngang qua cái, khi anh gập lại nó không bị đè ngang con chữ của anh. Tức là người ta chi tiết đến mức độ như vậy. Vậy các anh chị có thấy công nhận rằng là bây giờ các cái đồ gia dụng trong gia đình hay là những cái gì mà chúng ta cảm thấy nó chẳng có gì để có thể cải tiến được nữa, nhưng người ta vẫn cứ cải tiến. Và đặc biệt tôi xin thưa anh các chị, cái ông Trung Quốc ngay cạnh chúng ta đây này, họ rất là giỏi trong việc là cải tiến và sáng tạo ra những cái nho nhỏ như vậy. Mọi người cứ bảo rằng là họ ăn cắp ý tưởng, đúng thật, ý tưởng gốc ban đầu nó là thế này, nhưng mà qua bàn tay khối óc của họ nó thành một cái khác, được cải tiến tốt hơn, thì đấy chẳng là một cái sự đáng ghi nhận hay sao, đúng không ạ? Thế cho nên vì vậy là phản biện hay là tư duy phản biện, nó chỉ đơn giản là hỏi hai câu hỏi: một, có đúng không? Và thứ hai nữa là có cách nào làm tốt hơn hay không, đúng không ạ?
Thế cho nên là vì vậy là có nhiều người hiện nay người ta đã bắt đầu là từ bỏ những cái công việc mà làm công ăn lương có sự ổn định nhưng mà lại rất là nhàm chán, hoặc là người ta phải tuân theo những cái văn hóa người ta không phải không phù hợp. Người ta bắt đầu làm khác đi, có thể người ta làm freelancer, người ta có thể là ngồi nhà làm KOL, review sản phẩm, review gọi như là các chuyến du lịch, và người ta vẫn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng người ta cảm thấy là tự do. Người ta đi làm nhưng người ta được như chơi vậy, người ta được hưởng cái đam mê của người ta. Thì đấy là cách làm tốt hơn mà trước đây ông bố bà mẹ không bao giờ nghĩ rằng họ nên làm và có thể làm những việc như vậy, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến tầm thứ ba, cái tầm tư duy thứ ba nữa là, thế bây giờ là mình lúc nào mình cũng phản biện thế, lúc nào mình cũng đặt ra những mục tiêu khác để mình phấn đấu thay đổi, thay theo đuổi như thế. Thì đến một lúc nào đó thì bạn cũng cảm thấy là bạn rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Cứ phải so sánh rằng cái này cao hơn hay cái kia xấu hơn hay cái này tốt hơn hay cái kia thấp hơn, cho nên đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt, đúng không ạ? Thế cho nên việc nó có một loại tư duy khác, đó là một cái loại tư duy mà rất nhiều người nói hiện nay, đó là buông bỏ hay là thuận tự nhiên đấy, đúng không ạ? Thôi thì bây giờ em cứ việc gì xảy đến là em đón nhận nó, em cứ đi làm bình thường, em chả suy nghĩ là đi làm thế nào cho nó tốt, tóm lại em cứ đi làm bình thường. Ngày mai nếu mà người ta cảm thấy là người ta không thích em nữa, ta đuổi em thì em ở nhà. Em ở nhà, nếu em ngồi nhà mà ai gọi điện đến mà cậu có định làm cái nọ cái kia freelancer không, thì nếu thấy thuận thì em làm, nếu không em tiếp tục em ở nhà. Có tiền nhiều thì em ăn kiểu nhiều, có tiền ít thì em tiêu kiểu ít. Tóm lại không có gì mà phải căng thẳng, không có gì mà phải gọi như là khó chịu hết. Tóm lại là như vậy. Đấy, cho nên là thưa anh chị, đấy là cái kiểu người ta gọi là buông bỏ. Hay là ví dụ như là nếu mà trong trường hợp mà có người đến hỏi em lấy chồng thì em lấy, còn nếu trong trường hợp mà không ai hỏi thì em ở vậy. Tóm lại cái gì xảy ra đối với em nó đều tốt cả. Em không cố cưỡng cầu, em không cố là phải tư duy, phải dằn vặt, phải suy nghĩ chẳng hạn. Đấy là một cái kiểu tư duy thứ ba, đúng không ạ? Thế thì cái kiểu này thì với những người nào mà người ta có cái tâm nó tích cực và có cái gọi như là bản tính tích cực, và người ta cũng là cái con người mà tích cực ấy, thì có thể là rất là tuyệt vời. Sẽ không có cái tham sân si, nó sẽ không có những cái đau đầu u uất. Thế nhưng mà nếu mà những cái suy nghĩ này mà nó vào một cái bối cảnh nhất định nào đấy, tôi ví dụ xin lỗi anh chị là nhà cửa thì gọi như là tan hoang, con cái không ai nuôi nấng, mà bố mẹ là toàn buông bỏ, không có làm ăn gì, để bảo thôi trời sinh voi trời sinh cỏ, nhưng mà có gì thì ăn đấy, bố có việc thì bố làm, mẹ không có việc thì thôi, trong cái gia đình vẫn là khó khăn ấy, thì nó lại trở nên một cái gì đó rất là không phù hợp. Nó cũng không có thể làm rõ được cái con người chúng ta nó hơn cái con vật ở cái chỗ nào, đúng không ạ? Thế cho nên vì vậy là nó một cái gì đấy nó gọi là hơi đi tụt lùi lại lịch sử một chút, và thậm chí nó mang tính tiêu cực một chút, đúng không ạ? Tôi xem một cái bộ phim của Mỹ rất là hay, đó là những ông bố bà mẹ là theo trường phái gọi là thuận tự nhiên đấy. Cho nên người ta nói rằng là ngày xưa tôi sống ở trong rừng, tôi chả học gì, và bây giờ tôi vẫn biết săn bắt hái lượm, tôi vẫn có thể là trưởng thành, tôi vẫn có gọi như là vợ có con. Thế thì bây giờ con cái cũng bắt trẻ con ở nhà là học tự nhiên như vậy, cũng gọi như là đóng khố, chưa bao giờ biết nó gọi như là dùng các cái đồ dùng hiện đại. Thế nhưng mà bản thân cái đứa trẻ nó cũng có những cái khao khát, bởi vì cái xã hội bây giờ nó đâu phải là nó chỉ có một chiều như vậy đâu. Thế cho nên vì vậy cái loại là loại suy nghĩ thứ ba, đúng không ạ? Thế còn một cái thường suy nghĩ nữa, một cái tư duy nữa, đó là những cái người mà người ta có một cái khát vọng thay đổi được toàn bộ tư duy của những người hiện tại, thay đổi được toàn bộ cái tư duy của những người gọi như là xung quanh. Thế thì đây là cái kiểu tư duy gọi như là đấng tối cao gửi xuống cho một con người để thay đổi xã hội này. Thế ở trong cái clip ngắn gọn này tôi không có mong muốn để chia sẻ về những cái người siêu nhân như vậy. Thế nhưng mà ở đây ấy, tôi nói luôn là để có thể, tức là dùng một từ ngắn gọn là để có thể có được những cái con người mang tính là mang một tầm tư duy mới, những cái gì nó khác biệt để đến cho cả một cái xã hội loài người, thì có nghĩa rằng là phải làm được ba cái việc. Một, tức là anh phải thay đổi được, anh phải đi ngược lại toàn bộ những tư duy và tư tưởng của toàn bộ xã hội, đúng không ạ? Anh phải có cái niềm hứng khởi, anh phải có sức mạnh kể về mặt tinh thần, cảm xúc và tâm linh và mặt kiến thức để anh có thể dẫn dắt cả xã hội đi theo anh. Và đặc biệt là trong quá trình anh thay đổi như vậy thì anh không được gọi như là làm tổn hại đến gọi như là những cái giá trị thiêng liêng của nhân loại, hoặc là những cái niềm tin không thể thay đổi của loài người, đúng không ạ? Những niềm tin vào những cái giá trị chân thiện mỹ, những cái niềm tin vào sức mạnh phi thường của con người, hoặc là những cái niềm tin vào mối quan hệ bố mẹ con cái,
dòng dõi tổ tông, tức là anh cũng không được gọi như là can thiệp vào những cái điều thiêng liêng đó. Thế còn những cái suy nghĩ khác, những hệ tư tưởng khác, những giá trị khác, thì nếu anh đủ sức mạnh, anh đủ cái niềm tin, và đặc biệt anh có đủ các cái bằng chứng, anh có thể dẫn dắt được mọi người đi theo anh, thì thật sự đấy là tuyệt vời. Và những người con người như vậy đều có thể gọi là những cái vĩ nhân, đúng không ạ? Thế thì để trở thành vĩ nhân thì tôi không muốn nói. Thế nhưng mà rõ ràng rằng ở đây trong bốn cái tư duy mà tôi vừa nêu ra thì có một cái rất là quan trọng, đó chính là cái tư duy phản biện, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là đôi lúc chúng ta cũng cần phải thả lỏng cơ thể, chúng ta phải buông bỏ để tránh cái việc là chúng ta quá là căng thẳng vì những cái suy nghĩ tầm thường của chúng ta. Và người Việt Nam mình thì vẫn bị một cái gọi như hạn chế, đó là chúng ta thường không có nhiều các cái câu hỏi đặt ra cho chính mình, đặt ra cho người khác. Chúng ta cũng hay vội vàng tin theo đám đông, và đặc biệt chúng ta cũng rất hay là hời hợt để tin vào những cái biểu hiện ở bề ngoài. Chúng ta có rất nhiều niềm tin ngây thơ, đó là một cái cô ca sĩ nổi tiếng hạn, tức là cái gì cô cũng biết, cho nên cái gì cô giới thiệu cũng là tốt, cái gì cô nói cũng là điều chuẩn mực chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy là những cái niềm tin rất là ngây thơ. Cho nên vì vậy là tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái nền tảng kiến thức sâu sắc hơn, chúng ta cần phải có một cái trí tuệ sắc bén hơn, và đặc biệt đó là chúng ta luôn luôn đặt cho mình những cái câu hỏi để làm sao chúng ta rèn luyện được cái tư duy phản biện của chúng ta, thì chúng ta mới có thể là phù hợp được với cái đời sống xã hội ngày càng phức tạp, luôn luôn thay đổi, luôn luôn bất định, mà cái nguồn lực thì ngày càng hạn chế như ngày nay. Thế thì trong một cái clip của nó là cũng rất là ngắn thôi, đúng không ạ? Tôi muốn chia sẻ với anh chị nôm na là như vậy. Thế thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái tư duy vô cùng là sáng suốt, vô cùng là sáng rõ để chúng ta giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống của chúng ta. Và cuối cùng thì không muốn nói gì cả, thì cũng chúc anh chị mạnh khỏe và thành công. Và thành công nhất tôi nghĩ trong giai đoạn này đó là cả nước cùng nhau chống dịch thành công này, để cho dịch bệnh nó qua đi nhanh, để trở lại đời sống bình thường. Và chúc cho anh với chị an toàn ở trong dịch cùng với cả gia đình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.